Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một vụ trộm xảy ra tại một khách sạn ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 21 tháng 5. Theo hình ảnh camera quay lại vào thời điểm trên, khách sạn không có khách nên nữ lễ tân tranh thủ nằm ngủ trên ghế sofa ngay cạnh quầy. Trong khi đó, có một gã trộm đội mũ bảo hiểm, mặc trang phục hãng xe công nghệ, thấy cô gái đang ngủ nằm đè lên chiếc điện thoại liền giả vờ gọi cô gái ngồi dậy. Tưởng có khách đến đặt phòng, vừa tỉnh dậy cô gái liền đi ngay ra quầy để làm việc. Trong lúc sơ hở đó, tên trộm đã nhanh tay sơ cua chiếc điện thoại rồi bỏ vào túi sau. Cô gái lập tức phát hiện ra người đàn ông này vừa thó chiếc điện thoại của mình. Cô chỉ thẳng mặt gã trộm và đòi lại. Bị bắt tại trận, hết đường chối cãi, tên trộm cũng đành trả lại chiếc điện thoại vừa trộm còn chườm tay rồi nhanh chóng lẩn mất. Đoạn clip sau khi lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội đã khiến nhiều người vừa ngỡ ngàng vừa không nhịn được cười, bởi trước giờ chưa thấy vụ trộm nào dấm dở như trên. Đồng thời nhiều người cũng cảnh báo cô gái nên cẩn thận, đêm hôm một mình trực cũng cần có những biện pháp đề phòng kẻ xấu.